Mặc dù đã được cảnh báo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về hình thức giao bán các loại thực phẩm chức năng, trong đó có các sản phẩm được chế biến từ sâm Hàn Quốc, nhưng bằng chiêu trò tinh vi, nhiều người dân tại thành phố Hưng Yên vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Đây là chương trình Giá Nét, Chất Lượng Nét của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Lộc, vừa được tổ chức tại khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn. Mỗi người tham dự chương trình đều được tặng 2 chai dầu thực vật Nét. Tưởng chừng mục đích của chương trình là giới thiệu cho người dự về sản phẩm dầu ăn có tên thương hiệu là Nét. Nhưng thực chất, đây là một buổi bán hàng các sản phẩm về linh chi, sâm, hồng sâm, miếng cao rán có giá cao ngất ngưỡng. Và một sản phẩm rất là tuyệt vời của tập đoàn Hồng Sơn Thương Hiệu. Và con mong muốn rằng khi các bác về nhà sử dụng, các bác cũng quảng cáo giới thiệu giúp công ty với đoàn cầu. Toàn bộ khách hàng tham gia chương trình đều là những phụ nữ lớn tuổi ốm đau. Với chiêu thức quảng bá, mời chào tinh vi, nên nhiều người đã mua sản phẩm mà không biết có tác dụng cho sức khỏe hay không. Người ít thì từ 200.000 đến 600.000 đồng, người nhiều là gần 10 triệu đồng. Khi phát hiện có người quay clip, các đối tượng phản ứng quyết liệt và ra dấu hiệu cho đồng bọn nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát. Đồng Nam, khoảng bao nhiêu người? 500-600 người, đầy hội trường, chật ních, cứ cái hũ 3 triệu ấy, chiều 2 triệu lại vay thêm 1 triệu thì nó tặng 2 chai dầu, thế là cứ tranh nhau cho vay tiền. Bỏ gần 4 triệu dành dụm để mua các sản phẩm được chế biến từ sâm. Tuy nhiên, khi mang sản phẩm về nhà, bà Đào Thị Xuân, phường Lam Sơn hoang mang, không biết có nên dùng hay không. Bởi sản phẩm toàn chữ nước ngoài, bà hoàn toàn không biết cách dùng hay liều lượng sử dụng. Sản phẩm không có hạn sử dụng, không có mã vạch để kiểm tra xuất xứ. Hoặc nếu có, thì khi kiểm tra lại không có thông tin. Theo bà Xuân cho biết, để khuyến khích người mua, công ty vừa bán vừa có quà tặng kèm theo, như mua một hộp linh chi như thế này, có giá 3 triệu đồng, sẽ được tặng một hộp sâm hiêu. Hoặc những người lần đầu mua sản phẩm sẽ được trả lại tiền, đến khi người mua tin tưởng, mất cảnh giác, công ty sẽ bán lấy tiền với giá cắt cổ, như một củ sâm to hơn ngón tay, có giá tới 2,5 triệu đồng. Một hộp hồng sâm 5 gói nhỏ có giá 600.000 đồng, có nhiều người không có tiền mua thì đi vay mượn. Nó quảng cáo thế, 4-5 chị em tập trung mua, mua chung. Chứng tỏ là các ông bà nhiều tiền đấy. Tiền ở đâu, vay mỗi người mà ít thì ở đâu ra. Có người chưa có phải nên lên này xong rồi bảo bà có biết ai tên là này, ví dụ bà có biết là bà này là bà Xuân không? Thế ở dưới kia người ta bảo có biết thì bà cho người ta vay thêm. Điều đáng lên án, các đối tượng lừa đảo chỉ nhắm tới những người già, phụ nữ. Trên giấy mời các đối tượng gửi đến người dân cũng ghi rất rõ chương trình ưu tiên phụ nữ, nên cả hội trường vài trăm người tham dự chương trình. Ngoài người của công ty bán hàng thì không có nam giới, đặc biệt là không có người trẻ. Mặc dù phóng viên gọi điện thoại nhiều lần theo số điện thoại in trên phiếu quà tặng, nhưng không có ai trả lời. Làm việc với bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lam Sơn, được biết công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Lộc tổ chức chương trình tại khách sạn Thái Bình nằm trên địa bàn phường. Nhưng trước đó, phường không hề nhận được bất kỳ văn bản xin phép nào của công ty để tổ chức quảng bá bán hàng. Hiện nay, công an phường Lam Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên điều tra làm rõ. Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt để chấm dứt hoạt động lừa đảo này, tránh gây thêm thiệt hại cho người dân. Cái này là củ sâm này là bao tiền rồi bà? 2,5 triệu, giữa đông người mua lắm.